Hello, welcome back to my channel Start Scale Go. Các bạn cùng mình khám phá từ kênh đầu tiên nào. Forest Motor, xin hình thôi. Ok. Đầu tiên thì các bạn phải tìm một chiếc máy ảnh camera. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, City in Your View. One day. Mình cứ ở đây thì quá rồi, mình sẽ vào phòng này. Chiếc máy bay rồi. Chiếc máy bay rồi thứ hai.
chút thứ ba. Okay, let's go. Chiếc thứ tư. Và đây khi các bạn gặp xin hiệu, các bạn sẽ phi chiếc máy bay giấy này. Sao phải đi tìm tất cả là bao ngôi nhà, khi đó sẽ trả lời trong từng ngôi nhà một. Khi trả lời đủ 3 câu hỏi thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và các bạn sẽ hoàn thành được phần 1 của tập này. Đây cũng là đường cụt luôn. The news update. This just in. To update on the tragic occurrence.
Đó, cứ như thế và các bạn sẽ tìm ngôi nhà tiếp theo, trả lời đủ 3 câu hỏi. Lúc đó thì các bạn sẽ đến điểm cuối cùng và hoàn thành cái đoạn này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 3. Tiếp tục đi vào trong sâu. Gì ở phòng này? Có một nút đỏ thôi. Thế thì còn một nút xanh đâu? Rồi sau đó thì mình sẽ đi lên phòng tiếp theo. Phòng đối diện đi. Thank you.
Như thế rồi các bạn sẽ tìm những món đồ cần thiết để đi tiến tới tiếp con đường khác. Đó, một tấm vé. Và bây giờ các bạn lại lên tìm kiếm tiếp. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ tư. Let's go. Bắt đầu đi thẳng vào trong kia. Đây là một tựa game rất là kinh dị các bạn nhé. Robot này. Ở đây các bạn sẽ phải tìm mật mã. Mã ở đâu đó quanh đây. Tiền số 1 ở đây tự nhiên biến mất. Ok. Rồi, sau đó các bạn sẽ tiếp tục.
tiến sâu bên trong. Đây là một tựa game khá là kỳ dị, nhìn rất là bình thường thôi, nhưng cũng khá là khoa. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp vào bên trong, xem bên trong có gì không. Phải tìm một món đồ gì đó để mở cánh cửa này ra. Một chiếc chìa khóa. Oh my gosh. Giật mình. Wow, robot đang nghe theo mình. Có thể là ông ta là muốn tiêu diệt mình. Rồi. Oh my gosh. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ 5. Giúp mình. Rồi, sau đó đi vào trong này.
đi vào đây nhưng lại không ra được, bị kẹt rồi. Wow. Ok, thì các bạn sẽ phải dùng tay này để lôi những cái thùng kia ra và sau đó các bạn sẽ đi trong sông. Nhưng hiện tại thì mình đang bị kẹt ở ngay tại chỗ này, không đi không vào được. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình huống thứ 6. Đây. Level 10, level cuối cùng của tựa game này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7. Let's go. Freeze the Mask. Sẽ cứu anh chàng này, thoát khỏi cái cũi ra. Và anh chàng này đã thoát ra khỏi ngoài, rồi ra khỏi đây thôi. Và tiếp tục các bạn sẽ làm những tiếp theo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng.
Bobby Horo. Và mình xin phép được gửi tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.